bà đã bị bắn. Lại đây. Đây là hoa cỏ thích. Rùa sinh nở ở vườn hôm bữa mình phụ dọn rơm á. Em tôi cầm màu xanh. Ừ, nhưng mà tại vì ở đây nắng quá, mặc dù đã ngâm nước nhưng mà cũng chỉ có thể hy vọng nó sẽ cầm cự được. Tặng cỏ, hoa cỏ thích. Cảm ơn. Con ốc này nhặt ở Cù Lao Chàm, vừa là làm thành một cái vật để đeo cổ cho cỏ. Nhưng mà chưa có tìm được thời gian nào phù hợp hết. Ngồi vào đây ha. Ừ. Được không? Thích không? Ừ. Xin mời bạn. Huế chưa? Huế rồi. Cà phê không đường mà. Ồ vậy hả? Ừ. Sao bà không cho sữa cho ngọt? Rồi có nghe người nói là cà phê là một tôn giáo. Nhưng mà thật là ngẫu nhiên khi mà rùa với cỏ đều thích uống cà phê. Theo cùng một tôn giáo. Không hiểu tại sao người ta lại, rất là nhiều người lại thích cái thức uống nó đắng như thế này. Khi mà gặp cỏ thì rùa, phần nào rùa hiểu được. Bởi vì tình cảm của hai đứa mình phần nào nó cũng giống như cái vị cà phê này. Nó rất đắng nhưng mà nó dễ nghiện. Hôm nay rùa sinh được một bé. Thế rồi hành trình dành cho hai người. Rùa sẽ đợi câu trả lời của cỏ ngày mai. Uống cà phê đi. Rồi sẽ đợi câu trả lời của cậu ngày mai. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hòa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em. Rồi đợi câu trả lời của cậu ngày mai. Ly cà phê đen, những đóa hoa cẩm tú cầu và một lời tỏ tình trước biển, thật khó để đoán được tâm trạng và những suy nghĩ của cô gái Hưng Yên trong lúc này. Phải chăng mọi việc chỉ nằm ở một con số? Rùa thì hay, thấp hơn trong hai người Bắc Nam á, xa xôi như thế. Cũng được, hai người cũng được. Nhưng cũng xa mà. Đợi hơn Hà Nội và Sài Gòn, Hưng Yên và Sài Gòn. Không, mình thấy là bình thường, xa là xa. Nghĩ về chuyện yêu xa, chuyện cách trở địa lý kể từ khi tình cảm của mình và rùa chớm nở. Giờ cô gái Hưng Yên như đứng trước một ngã ba đường, buộc phải chọn cho mình một lối rẽ. Những trăn trở, những suy nghĩ của cỏ voi không phải là không có lý. Tối hôm trước khi bị cách ly, rùa có sang tìm và hỏi em cái cản trở lớn nhất giữa bọn em là gì. Thì hai đứa đều nghĩ rằng đấy là khoảng cách không gian. Buổi sáng hôm nay được gặp bác cổng, bác có kể rằng là bác và bác gái ngày xưa yêu nhau trong chiến tranh. Yêu nhau từ năm 17 tuổi, xong đến khi bác cổng vào chiến trường miền Nam, 5 năm trở về và xây dựng gia đình. Thì em cảm thấy là trong chiến tranh gian khổ ấy, mà họ có thể yêu xa và yêu lâu, thậm chí là không có nhiều cái, là viết một bức thư cho nhau là cả tháng trời mới đến được, thậm chí là thất lạc. Nên em nghĩ rằng em cần phải nghĩ lại về cái việc cản trở giữa hai người liệu có phải là khoảng cách nữa hay không. Nhưng với sự thông minh và tinh tế của mình, chắc rằng ngày mai cỏ voi sẽ chọn cho mình một ngã rẽ phù hợp. Làng trài Vịnh Mốc sáng nay dường như cũng muốn thức dậy sớm. Và khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống thì người ta thấy rùa đã đứng đó từ rất lâu rồi.
10 giờ cà phê sáng. Khác vị cà phê hôm qua không? Có thấy ngon hơn không? Tùy lúc. Tùy lúc. Muốn mời rùa cà phê sữa. Biết là rùa thích cà phê sữa hơn mà, đúng không? Rùa cũng thế. Thích cái gì ngọt ngào hơn là đắng. Có quà cho rùa. Nhìn thấy quyển này bao giờ chưa? Không biết rùa có nhớ không, nhưng mà có một vài lần trong suốt hành trình ấy, nhiều khi mệt mỏi thì mình cứ mang cái quyển này ra đọc, và hầu như tối nào cũng viết ở đây. Trong đấy có rất nhiều kỷ niệm dành cho rùa. Không có nhiều thời gian nhưng mình sẽ gửi cho rùa xem một vài cái. Đây là trang đầu tiên. Đây là bức ảnh rùa chụp mình ở phố cổ Hội An. Thấy cái này không? Rùa còn giữ không? Cái này là trang trí cho cái cốc cà phê trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Cái này. Đây là rùa nói thử xem mình có hiểu sai không. Cái lúc mà rùa tặng cho đưa cho mình cái lọ C hồi mình mệt mỏi á. Đó là lúc mà có bệnh. Mà anh còi bên đường lấy hay. Mà rùa thì không có rảnh. Thế nên mới xin lỗi mình vì vô ý ha. Nhờ cái xe rùa không? Xấu quá. Vẽ xấu. Rất là nhiều lần mình cùng làm việc, cùng đi đẩy xe rùa, chở đất chở cát. Mình thấy thương rùa lúc mà rùa phơi nắng, thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà thấy được cái sự cố gắng của rùa. Cứ trêu rùa là con trai thành phố không biết làm gì. Nhưng thực ra mình thấy là việc gì rùa cũng cố gắng rất là nhiều. Con đây nữa. Đừng chơi vẽ xấu nha. Đây là kiểu mơ con rùa. Đây là kiểu thuyền thúng. Rùa dạy mình nhưng mà mình chưa biết bơi, chỉ mới biết bơi thuyền thúng thôi. Bơi giỏi hơn thầy, đúng không? Đây là những món quà của rùa. Con sao biển nè. Con cá hồi rùa đi vớt xong về tặng nè. Vẽ giống cá heo ấy, vẽ không giống cái con ý. Đây là bông hoa dâm bụt tặng. Không giống hả? Cả con ốc nữa. Còn nhiều lắm. Lúc đôi dép của mình bị mòn, rùa cũng đòi đi rồi nhường cho mình đôi dép của rùa. Khăn rằn của rùa cũng nhường để cho mình đội. Rồi là đi uống cà phê cũng nhường cho mình uống. Cà vòng cũng nhường cho mình đeo nữa. Đây này, cái nón mình tặng rùa này, bông hoa mình gấp tặng này, con diều mình làm cùng này. Còn đây là cái đồng hồ đôi mình đã làm tặng rùa cái ngày mà rùa vào bếp nấu ăn cho mọi người ấy. Chưa kịp tặng thì đã bị cách ly rồi. Nên là cũng có một ý nghĩa. Mình đã muốn là có thể về sau này hai đứa mình không ở gần nhau ấy. Nhưng mà đồng hồ đôi sẽ chạy cùng một giờ. Có một cái gì đó gần gũi với nhau hơn. Còn đây là buổi tỏ tình ngày hôm qua. Câu trả lời của mình thì có ở trang đầu tiên. Nhưng mà đây không phải là câu trả lời mình viết vào ngày hôm qua, mà đã viết cách đây khá lâu rồi. Mình muốn rùa đọc trang này. Ok. Lần đầu gặp rùa, cỏ đã rất mến rùa. Biết không, suốt hành trình, những gì rùa nói, rùa làm, cỏ đều ghi nhớ. Dù là những điều nhỏ nhỏ thôi. Sẽ dành tặng quyển sổ này cho rùa vào cuối hành trình. Cỏ đã quyết định từ rất sớm rồi, rằng sẽ rời. Rằng sẽ rời hành trình cùng rùa. Còn nếu rùa không tỏ tình, cỏ sẽ tỏ tình khi quyển sổ này để ấp những kỷ niệm.
Còn cái này nữa. Cái này là món quà của Tranh. Tranh có nói là nếu mà tìm được một nửa thì tặng cho người đó, tặng nó cho rùa. Rùa không thích hát một mình. Rùa muốn cỏ hát chung với rùa đâu. Là rùa sáng tác đúng không? Rùa sáng tác bài này trong bắt đầu từ những thời gian ở Cù Lao Chàm, gần những ngày cuối thì hoàn thành. Và cho dù hôm nay câu trả lời của cỏ thế nào thì rùa cũng hát tặng cỏ bài hát này. Nói chuyện với anh rồi. Và lại giữ sức khỏe ăn nhiều nha, không giữ eo nữa. Cho em ôm anh một cái. Gặp anh muộn nhất nhưng mà cũng rất là quý anh. Hy vọng là anh sẽ tìm được một nửa của mình sớm. Gồm vào mít út. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất dựa theo format Love Bird Inori của Đài Truyền hình Fuji Nhật Bản. Kim đã nói hết những tình cảm với ốc. Kim rất cảm ơn những tình cảm ốc đã dành cho Kim. Kim sẽ luôn trân trọng nó.